Dạ em xin kính chào tất cả các bác yêu Lan phiên buổi sáng ngày hôm nay 28 tháng 1 năm 2021. Em lại về thêm nhiều mặt hàng mới, cập nhật thêm vào cái bộ sưu tập các bác những dòng hoa chơi Tết vào dịp Tết Nguyên đán năm nay. Và hai số điện thoại mà các bác vẫn thường liên hệ đặt hàng là 0393 99 8895 hoặc 0966 121377. Nhà em hiện tại chuyển sang địa chỉ mới là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Những đơn giá em báo là chưa bao gồm tiền phí ship vận chuyển nhé. Các bác nhận hàng thanh toán tiền hàng, tiền cước phí cho bên vận chuyển. Vừa về thêm một lô Santo nữa. Và dẫn dòng hồ điệp hàng Santo thì số lượng nhiều, thoải mái các bác hàn và chơi Tết. Hàng này thì tặng quà tặng biếu cũng rất là sang trọng. Và em xin báo giá luôn những cái mặt hàng trong ngày hôm nay, hàng về ngập tràn luôn. Và chắc là cũng chỉ bán tầm khoảng một tuần đến hơn tuần lễ nữa thôi là đã bắt đầu là nghỉ rồi. Bởi vì bên vận chuyển nghỉ là bên em sẽ nghỉ dừng bán hàng gửi đi xa, chỉ có thể bán hàng tại nhà. Và các bác có thể là gửi qua đường xe ô tô thì vẫn ok. Đó. Và em sẽ điểm qua luôn những cái mặt hàng này nhé. Đối với dòng Sato này thì em đang bán theo giá theo ngồng hoa. Thực ra cái giá thị trường bây giờ ấy, một ngồng hoa cũng phải rơi từ ít nhất từ 100.000 trở lên. Đấy là thấp nhất. Có những nơi người ta bán còn cao hơn. Đấy, 101, 102, 150. Những cái shop người ta cho lên chợ bán 150. Hàng này thì em bán theo cần hoa và bán với giá là 80.000 một cần thôi. Ví dụ như một chậu này là chậu 5 cần hoa này thì nó rơi tầm 400.000. Đấy, một bụi nó rất là to. Chẳng qua số lượng cần hoa là 5 ngầm. Chậu này cũng to này, ngồng hoa ở đây là 2, 4, 6 ngồng. Đấy, từ 5 đến 7, 8 ngồng nhá. Dòng này em bán với giá là 2, 4, 6, 7 đây. Chậu này 7 ngồng này, rất là đều. Hàng loại A và rất là nhiều nụ trên một cành. Đồng giá 80.000 một cành hoa. Các bác cứ lấy chậu bao nhiêu cành hoa thì các bác nhân lên cho em. Bụi nó sẽ là bụi rất là bự, to bự. Đấy, to bự luôn. Đấy, một bụi to bự này. Dòng Santo này hoa bền, chơi hoa lâu tàn, cũng phải chơi đến 2 tháng mới tàn cơ. Chơi Tết Nguyên đán rồi chơi cả mùa xuân nữa. Nên là Tết của ta kéo rất là dài. Đấy. Còn bên đây là những chậu rồng đỏ ấy ạ. Hàng rồng đỏ hôm nay nhà em về cái rồng đỏ đó chính là rồng đỏ lá biên, hàng loại 1 nhá. Tại sao em gọi là rồng đỏ lá biên loại 1? Bởi vì đây, như cái hình ảnh mà các bác vừa xem ấy, hàng về nhiều em dỡ ra được một thùng, một cây để tặng cho mọi người xem qua. Cái lá nó là cái lá biên kẻ phát tài. Đấy. Và thứ hai là cái dòng này thì nụ hoa của nó trong một chậu ấy, số ngồng hoa trong một chậu ít nhất từ 8 ngồng hoa trở lên, hàng loại A chọn. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ngồng, đây 9 ngồng, 10 ngồng. Chậu này nó rơi tầm khoảng 10 ngồng. Tức là em sẽ báo giá theo cái hình ảnh cái thông tin nhà vườn cung cấp, em lấy cái loại này là từ 8 ngồng trở lên. Và em bán đồng giá hết là 480 một chậu nhé. Một chậu rồng đỏ lá biên phát tài và từ 8 ngồng hoa trở lên 480.000 một chậu. Em bán đồng giá, không có thời gian bán từng chậu. Vậy nếu mà bán theo từng chậu ấy thì giá thành nó sẽ cao hơn loại này nhiều. Đấy, người ta bảo bán livestream, bán livestream ấy nó đắt hơn. Đấy, rồng đỏ này hoa bền mà rất là sai hoa nhé, hoa đẹp. Đặc biệt Tết mà có một cái chậu rồng đỏ như rước lộc về nhà ấy ạ. Hàng lá biên phát tài, lá kẻ phát tài. Đấy, 480.000 đồng một giò thôi, hàng rất là đẹp. Đấy, đây đi ra bên đây cho mọi người xem cái rồng đỏ vừa về đây. Đây, cái rồng đỏ nó như thế này. Đấy, các bác nhìn này, đấy, hàng mới về. Vẫn còn ở ngoài kia nữa nhưng mà chưa rỡ hết ra ấy. Đây, cái này hoa của nó còn kiểu như là biên đông, biên ở chỗ đầu nó hoa này. Các bác nhìn thấy hoa của nó chưa? Đấy, này, bụi của nó to nhiều thân như thế này, 480 một chậu. Hàng phân hàng lá biên. Ngoài ra thì có cả về hồ điệp nữa. Thì em sẽ giới thiệu từng loại hồ điệp và báo giá các bác luôn nhé. Hồ điệp màu vàng lưỡi đỏ, đây là dòng hàng đại. Hàng này thì mới nở ra 1 2 3 bông hoa. Và cốc này là cốc 2, cốc 3.5, bông to vàng lưỡi đỏ này. Đấy, dòng này nụ hoa của nó cũng khá là nhiều. Loại này thì hoa đại em bán là 160.000 đồng một chậu. Đấy là dòng hồ điệp. Sang bên đây thì em có về duy nhất một thùng, đó chính là trắng Anna. À, đây là trắng V3. Dòng trắng này bông rất là to và rất là nhiều nụ. Hàng mùa này đấy, thời điểm Tết, cái dòng hoa màu trắng, màu vàng là cái dòng hot, nên thành ra là giá thành nó sẽ đắt hơn những cái loại màu khác nhé các bác nhé. Loại trắng V3 này đây ạ. Hàng nói chung là chỉ săn được đúng duy nhất một thùng thôi mà giá thành nó cao hơn một chút xíu nhưng mà vẫn rất là ưng. Bởi vì bông nó to mà nó đẹp lắm các bác ơi. Cốc 2.5, à cốc 3.5. Loại này thì em bán là 170.000 đồng một cốc nhé. Đấy là hồ điệp trắng V3. Sang bên đây thì em có cái dòng hồ điệp mini.
Bông mini, đây là dòng tiểu mai ạ. Cốc này là cốc 3.0 thôi. Dòng tiểu mai 2 ngồng hoa. Đấy, hàng 2 ngồng hoa này. Đấy, dòng này thì em bán là 110.000 đồng một cốc. Đấy, hàng này 110.000 đồng một cốc. Hàng rất là đẹp. Nói chung là hoa này thì hoa mini, nhưng mà các bác chỉ cần 2-3 cốc là được 6-7 ngồng hoa là cũng rất là yêu rồi. Và đây là cái chậu hồ điệp tiểu mai mà em có ghép lên một cái chậu rồi. Đấy, các bác nhìn này, khi mà hoa lên chậu thì trông nhìn nó rất là đẹp đúng không ạ? Và tiếp nữa đó chính là đỏ nhung. Đấy, cái dòng màu đỏ nhung này là cái dòng hồ điệp bông sai đại, bông to. Màu đỏ này bên ngoài nó rất là rực rỡ luôn. Đấy, bông hoa của nó rất là to và đẹp như thế này này các bác này. Màu đỏ đậm luôn đấy ạ, màu tím đậm. Đấy, dòng này cốc 3.5, giá là 150.000. Cái đầu đây là dòng đỏ nhung. Sang bên đây đó chính là màu hồng chớp, hồng cánh chớp ạ. Hồng chớp này thì đây bông hoa của nó đây ạ. Đây ạ, gọi là hồng tia chớp. Và đây cái cánh của nó, cái phần dưới đuôi nó còn có vân báo cơ. Loại này thì nụ của nó cũng rất là đẹp, rất là nhiều nụ. Và hàng này cốc cũng 3.5. Loại này ngồng dài, hàng một ngồng ngồng dài. Loại này thì em bán 140 một chị chậu nhá. Đây 140.000 một chậu, đây là hồng chớp. Em có một loại nữa, đó chính là màu vàng. Cũng là vàng lưỡi đỏ, nhưng dòng này thì hoa của nó theo cái... Dòng này là màu vàng lưỡi đỏ này. Đấy. Nhưng mà cái cành hoa nó sẽ ngắn hơn là cái vàng lưỡi đỏ loại 1. Loại này cũng gọi tạm gọi là loại 2, nhưng khả năng loại này là cái loại có thể là phân nhánh. Khả năng loại này sẽ là loại phân nhánh, nên là ngồng của nó sẽ ngắn hơn. Cái đầu ngồng trên nó ngắn hơn. Ui, chết thật. Loại này thêm bán là 160.000 đồng một chậu nhá. Đấy, bông hoa của nó đây, rất là đẹp, 160.000. Cũng là 160, màu vàng thì nó đắt thành hơn. Sang bên đây em có cái dòng bang bang. Đấy, hồ điệp bang bang thì lại vừa mới về. Đây, dòng bang bang. Em lấy tạm cho mọi người một cái chậu bang bang nhá. Dòng này thì hoa của nó thì rất là đẹp. Nói chung là cực kỳ là siêng bông. Dòng bang bang là cái dòng hồ điệp phân nhánh, cốc 3.5, hàng phân nhánh. Đây ạ, cái hàng này là cái hàng mà một ngồng hoa nhưng mà lại cho ra những cái nhánh nhỏ hơn. Cái dòng bang bang này, hoa thì đẹp thôi rồi. Một chậu này thì các bác trưng để trên bàn là đã rất là đủ rồi đấy ạ. Loại này thì em bán, xin phép bán là 150.000 đồng một chậu. Hồ điệp bang bang hàng phân nhánh nhá, 150. Và đây là cái dòng vàng ong nhá. Cái vàng lưỡi đỏ và vàng ong thì nó chỉ khác nhau là cái lưỡi của nó khác nhau thôi. Cái cánh vàng thì nó cũng khá là giống nhau. Vàng lưỡi đỏ thì nó đậm hơn. Vàng ong thì nó lại có điểm trắng ở chỗ phần giữa nhụy hoa. Dòng này thì vàng ong này 2 ngồng hoa. Đấy, hàng vàng ong 2 ngồng hoa này thì em bán là 160.000 đồng một chậu, 2 ngồng hoa. Cốc sai đại 3.5. Còn đây là vàng lưỡi đỏ 2 ngồng hoa này. Hai ngồng hoa, hàng này đây, cái vàng lưỡi đỏ nó có phần tia ở giữa này, màu đỏ đỏ này. Còn vàng ong thì nó là màu trắng trắng. Vàng lưỡi đỏ cũng 2 ngồng hoa, cần nó cũng thấp hơn. Thì em bán cũng 160 một chậu. Đấy, nó có nhiều loại hồ điệp. Đấy, tùy các bác thích cái loại một ngồng hoa. Thường một ngồng hoa nó sẽ ngồng hoa cao, dài, bông đại. Còn hai ngồng hoa nó sẽ là dòng mini và dòng hay. Phía dưới đây thì em có cái dòng, đây là dòng tiểu mai. Dòng tiểu mai nó thuộc dòng mini, cốc 3.0. Nhưng mà dòng này thì nó hoa của nó cũng rất là sai, và đặc biệt hơn là cái màu hồng của nó cũng khá là tuyệt. Đấy, một chậu 2 ngồng hoa này, cũng vừa nở hoa thôi. Hồ điệp dù nở hoa thì các bác chơi cũng được rất là lâu và lâu tàn. Hàng này thì em có ghép lên một cái chậu rất là nhỏ xinh thì em sẽ cho mọi người xem nhé. Hàng này thì em bán 101 một chậu này. Đấy, 101 một chậu tiểu mai. Đấy, hàng rất là đẹp. Một cái chậu tiểu mai mà nhà em vừa lên chậu này. Cái này gồm có 1 2 3 4 5 6 tầm 6 7 ngồng. Ôi, nên cái bông hoa cũng khá là đẹp. Nói chung là hồ điệp như vậy quá là mê rồi ạ. Ngồng. Dạ, em có một số những chậu đai châu Thái này, hàng giảm giá. Đấy, loại này thì em bán 200.000 đồng một chậu nhá. Giá cũ là 250 đây. Hôm nay em bán xả luôn, nghỉ chuẩn bị nghỉ Tết. 200.000 đồng một chậu. Loại này mà các bác mua hai chậu loại này là em sẽ bao phí ship cho các bác luôn. Đấy, hôm nay thì mua được ưu đãi là mua hai chậu sẽ được bao phí ship. Nó có hàng lá dài, là hàng lá kiếm này. Đấy. Nói chung là các bác nhiều màu, hàng Thái thì rất là nhiều màu. Garden Sunray, đây là dòng hàng của Thái Lan, dòng hoa màu vàng mà rất là sai hoa, nó nở hoa theo dọc theo chiều thân này. Loại này thì em bán 140 một chậu và lấy một cặp sẽ là 250.000 được một cặp nhé. Dòng này thì nó là dòng hoàng thảo Thái Bình nhưng mà dòng hoa vàng họng nhung, rất là đẹp hoa. Em còn vài chậu giả hạc Pháp thôi, chậu giả hạc Pháp này thì nó cũng phải từ đến 2, 4, 5, 6, 7 thân, cả dài cả ngắn. Em bán đang giảm giá là 101 một chậu, hàng đang xuống lá rồi chuẩn bị thắt ngọn sưng nụ hoa.
Còn phía trên kia là những cái chậu này là bảng chậu giả hạt Hawaii, cũng 2, 4, 6, 7 thân. Hàng này giá cũ em bán hơn 200 cơ, đang bán giảm giá là 150. Đây nó thắt ngọn là nó tự động nó sẽ xuống những cái lá này, chuẩn bị nó sưng nụ nhé. Các bác hạn chế tưới nước thì nó sẽ sưng mất nụ nhanh hơn. Và em có một số những chậu ki phi điệp Hòa Bình, hàng ươm ki. Hàng này thì cái những cái sen ki mà nhỏ từ 50 sen đổ lại thì em bán là 50.000, à 40.000 đồng một ki. Đấy, 40.000 đồng một ki. Các bác có thể lấy 1-2 ki. Nếu mà lấy lẻ ki thì em sẽ tách ra gửi riêng. Nếu lấy 2-3 ki mà nó cùng một chậu thì em gửi nguyên cả chậu. Đấy, đây là hàng từ 50 sen trở lên. À 50 sen, à 5 sen đổ lại. Còn cái hàng nó dài hơn từ 5 sen trở lên thì giá là 70.000 đồng một ki nhá. Hàng ươm ki. Hiện tại thì em còn đâu đó tầm khoảng gần chục bảng, đó chính là phi điệp tím Thái. Đây là hàng phi điệp tím Thái của xưa của Thái này. Hàng này thì hoa siêu thơm rồi, đang nụ hoa, là hàng này là nở hoa chuẩn Tết ạ. Đây các bác nhìn những cái nụ của nó này, cái lá của nó chuyển vàng là cái lá mà đang xuống thắt ngọn hết xuống lá để nó sưng nụ hoa. Giá một bảng sẽ là 290.000 đồng một bảng, tầm 6-7 thân trên một bảng nhá. Đây hàng đang nụ chi chít luôn, sẽ có cả cây cả nụ, cây thì đang thắt ngọn đang chuẩn bị sưng nụ này. Đấy, 290 một bảng, ghép trên bảng cố dớn rồi. Em còn một vài chậu đó chính là nù 68 nhé, cái dòng phi điệp nù của Lâm Đồng này. Đấy, những cái hàng gieo hạt, hàng nù 68 này, hàng cây giống này. Những cây mà nó đang đi ngọn thì nó vẫn còn đang thân của nó còi, nhưng mà khi mà cây đã thắt ngọn thì cây của nó sẽ mập hơn. Loại này thì bán 45.000 một cốc thôi. Còn ba chậu Dendro 5 cánh trắng họng tím. Dòng Dendro 5 cánh trắng họng tím mắt hoa đấy ạ. Đấy, dòng này thì em bán là 180.000 đồng một chậu. Thấy giảm giá không? 180.000 đồng một chậu. Em có ba cái chậu địa lan cọp đỏ, nhưng mà dòng này là cái dòng hoa cánh màu đỏ đô và lưỡi màu đỏ này. Và có loại dòng cọp đỏ loại 2, loại là loại màu vàng, màu vàng cam, cam đỏ. Đấy, cái loại này là cái loại rồng đỏ loại, à quên, cọp đỏ loại loại cam đỏ này thì em bán là 250 một chậu nhá. Một bụi rất là to, à màu đỏ đô này là 250 một chậu. Còn cái loại màu cam, cam đỏ này thì em bán là 220 một chậu. Đấy, loại này thì đang nở hoa hết rồi, 220.000 đồng một chậu đi. Mà thôi, loại này bán 200 đi. Cái loại này là bán 200. Còn cái loại màu cam, à màu đỏ đô này thì em bán là 250 một chậu nhá. Em còn bạn có ba chậu đỏ đô và vài chậu cam đỏ này. Đấy, loại này thì hai màu họa mặt hoa nó khác nhau. Em chào cả nhà, hôm nay em có về một cái lô Dendro xuân. Nói chung là cái hàng lô gần chốt cuối năm nên là số lượng về nó cũng hơi khiêm tốn một chút. Đấy, dòng này thì đang có nụ rất là nhiều để các bác về chơi hoa Tết này. Đấy, hàng này một chậu của nhà em thì về nhiều thân, chứ không phải như những cái nơi mà về thì cũng có lô họ về có tầm vài thân trên một chậu thôi. Hàng chậu nhiều thân và đang có nụ hoa, thắt ngọn và sưng nụ hoa hết này. Đấy, có chậu thì sưng rõ, có chậu thì đang chuẩn bị hơi sưng. Và trong lô này thì rất là hay, đó chính là vừa sổ ra một bông, đó chính là Dendro màu vàng. Mà trong cái bảng màu Dendro xuân ấy thì cái màu vàng này là cái màu rất là hiếm khi có. Đấy, trong cái lô này thì đây, tình trạng cây em thấy nó giống như nhau nên là tỷ lệ sổ ra bông màu vàng em nghĩ là rất là cao. Hàng đẹp, nói chung là bây giờ thắt ngọn xuống lá một bụi nhiều thân như vậy giá nó, mà giá cả thì chỉ có là bao nhiêu ạ? 180.000 đồng một chậu nhá. Rất rất nhiều nụ luôn, rất là nhiều nụ hoa luôn để các bác chơi hoa Tết. Các bác mua một cặp sẽ để là 350.000. Đấy, hàng này số lượng thì chỉ có hạn thôi, số lượng chỉ còn 50 cốc. Và lô này là cũng lô gần cuối chết, chốt cuối năm của nhà em rồi ạ. Đấy, bông hoa của nó đây, rất là đẹp luôn. Em có một cái giò đai trâu này rất là đẹp này. Giò này ghép trên một cái gỗ cũng phải 3 năm rồi. Đấy, rất là chắc, đang có hai ngổng nụ hoa. Đây là đai trâu rừng. Đấy, cây này em bán là 490.000 cây to này nhá. Hai ngổng hoa, ui to lắm, 490.000 một trụ như kiểu dòng nguyên bản luôn. Có một cái giò trồn, trồn này gọi là trồn màu trắng tím, nhưng mà đây là trồn trắng, mặt hoa trắng tím. Đây trồn to, cùng có một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân, kép trên một cái chậu gọi là chậu gỗ này. Năm thân trồn em bán là 270.000. Ui, cái chậu to vật vã luôn. Đấy, trồn 270.000 chậu này nhá. Hôm nay em có một số những mã hàng thuần để giao lưu các bác, em sẽ đánh theo từng mã nhá. Hàng này thì ở trước mặt các bác đó chính là một cái giò đai châu rất là to đẹp, đó chính là hai cây đai châu Thái. Thứ nhất là một cây lá mít của dòng màu trắng, đây ạ, dòng đai châu trắng này. Năm nay thì năm nhuận nên thành ra là cây của nó sẽ nở chuẩn Tết, nhưng mà thực tế nó lại nở muộn hơn một tí. Cây đai châu trắng này đây có hai, gồm hai cây,
Cây lá mít này thì gồm có 2, 4, 5, 5 cặp lá. Bản lá to, lá mít. Cây bên đây là cây bò sữa, cũng là một cây to. Cây này gồm có cũng 5 cặp lá, đang gặp lá số 6 ạ. Hai cây to này em bán trụ trâu này với giá là 1.750.000, hai cây to bự nhá. Mà cây lá mít, đấy, hàng này rất là đẹp. Cái này thì về các bác vẫn chơi như bình thường. Đây, bông hoa của nó đây, vòi hoa siêu dài, rất là thơm. Đẹp lắm, ở cái bản lá còn to bằng một bàn tay của mình luôn. C4 là một giò phi điệp tím yên tử, dòng này tím yên tử nhá. Giò này thì đây, có hai thân cũng phải rơi tầm 60cm trở lên, đang thắt ngọn xuống lá. Hai thân này em bán 550, giò tím yên tử này, C4. Qua mã C5, là một giò trầm. Trầm này là trầm rừng Lào, và trầm này thì có một thân tơ này, hai thân tơ này, ba thân tơ này, bốn thân tơ, năm, sáu thân tơ. Đây, thân này là 7 thân tơ, lại giá là 630.000. Trầm này rất là thơm, ghép trên một cái chậu sứ, 630 C5. Mã C7 là một giò phi điệp rừng. Đấy, đây, thân nù mập này, đang chuẩn bị sưng nụ hoa. Một thân nhá, hai thân nhá, ba thân nhá, bốn nhá, năm nhá, sáu, bảy, ui rồi, toàn ươm ki thôi. Đấy, dòng này thì hàng rất là nhiều thân tơ, giò này bán 380. Đợt này sưng hoa thì rất là đẹp, 380, giò ghép trên một cái bảng sớt này. Phi điệp tím này ghép từ ngày xưa, mà cái giá thành ngày xưa nó toàn mấy triệu một cân, 7-8 triệu một cân phi điệp đấy ạ. Tiếp theo là C8 ạ. C8 em có hai cái chậu đai châu chớp này, thanh lý 200.000 hai chậu. Đây, nói chung là nó cũng lỗi lá nhẹ nhẹ, về để làm giống thôi, 200.000 C8. Em qua mã C9 là một chậu năm cánh trắng, dendro năm cánh trắng. Chậu này rất là to, nhiều thân, đang lên rất là nhiều ki và có cả nụ nữa. Giò này 220.000 C9. Đây, nụ lên này, 220.000 thôi. C10 là một giò phi điệp, cũng 1, 2, 3 cả ki nữa. Đây, đang thắt ngọn này, 270.000, ghép trên một cái chậu này. C11 là một giò năm cánh trắng họng hồng. Đấy, giò này gồm 4 thân, khá là dài, 550. Thường thì năm cánh trắng họng hồng đến thời điểm mà chuẩn bị sưng nụ như thế này là đã tính theo thân khoảng tầm 250 đến 250 một thân. Đấy, giò này 550 là được 4 thân. 4 thân dài, mà chậu này chậu thuần. Đấy, chậu thuần. Có một cái giò dendro màu tím này. Dendro này thì nó thuộc cái dòng dendro mini màu tím đỏ, tím nhung rất là đẹp. Tuy nhiên thì nó đang trụi lá. Đây, đang có nụ hoa đây. Đấy, giò này thì về các bác sang chậu cho em ấy. Cái này nó hồi xưa trồng một cái bụi rất là to. Giò này bán 100.000. Hồi xưa trồng cái bụi to, về sang chậu khác. Giò nó đẻ mầm, đẻ chồi, 100.000. Hôm nay em có một số những chậu trầm rồng đỏ hàng siêu giảm giá nhé. Đây, những cái chậu trầm rồng đỏ này từ 2, 3, 4, 5 thân. Cái hàng này thì bình thường vẫn tính theo thân. Hôm nay thì bán theo chậu này thì mỗi chậu cũng chỉ rơi tầm 300, hơn 300 một chậu thôi. Hàng đang thắt ngọn, thắt ngọn xuống lá hết rồi. Giò này em gọi là R1 này, gồm một chậu trầm rồng đỏ 2 thân dài. Đấy, bình thường đầu xuân là những cái thân ngắn tầm đến đây là đã rơi tầm 150 một thân. 2 thân dài này em bán là 340. Đấy, năm vừa rồi ra hoa đây, rất là sai rồi. Năm nay thì nó lại còn cao hơn năm ngoái. Thân dài nhất này cũng phải rơi tầm 6-70cm, tầm 70cm rồi. 340, một chậu này gọi là R1. R2, chậu này thì hai thân dài hơn một chút xíu, em bán là 360.000, hai thân tơ. R3 này cũng gồm hai thân, đang chuẩn bị thắt xuống lá hết, 350. R3. R4 này, chậu này thì gồm một thân tơ này, hai thân tơ này, ba thân tơ này, ba thân tơ này, còn đây là hai thân già năm ngoái. Em bán 420, ba thân tơ, tính ra thì chưa đến 150 một thân. Các bác thấy cái thân dài này mà chưa đến 150 một thân là rất là rẻ luôn. Trầm rồng đỏ, hàng hoa VIP ấy. R5 là một chậu 420.000. Hai thân tơ này, ba, bốn thân tơ. Bốn thân tơ dài, đẹp. Cái này mà chơi hoa xong thì bật mầm gốc phải nói là siêu khủng luôn, 420.000. R5. R6 ạ, 450 nhá. Giò này thì gồm 2, 4, 5 thân tơ cơ. Đấy, 5 thân tơ cơ. Tính ra 450. Chưa đến 100.000 đồng một thân. Đấy, 450, R6. R7 ạ, em bán giò này là 400.000, gồm 3 thân. Đây, 3 thân tơ này, 400.000. Đấy, đây 2 thân già không tính nhá. Đây, 3 thân tơ này là 400.000, 3 thân.
R8 380.000. Cũng gồm 3 thân tơ. Đúng rồi, 3 thân tơ. Đây là 2 thân già này. Đấy, 3 thân tơ này, 380 này. Đấy. R9 400.000. Gồm 1 thân tơ này. 2 thân tơ, 3 thân tơ dài hơn. Đây 2 thân. Hai thân này thì thực ra là vẫn để mầm bình thường. Giò này 400.000 R9. R10 cũng 400.000, cũng gồm 3 thân tơ, dài đẹp đang thắt ngọn xuống lá. R11 cũng 400.000. 3 thân tơ. Đấy 400.000 R11. R12 450.000, giò này gồm có 1 2 3 4 thân tơ, dài đều nhau. Đấy. 450. Em còn một số chậu rồng rồng đỏ, hôm nay em quay chia thành từng hình và phân loại luôn cho mọi người luôn. Em có hai cái giò này là hai cái giò giả hạc Hawaii. Nói chung là cũng không phân chính xác được màu trắng hay màu tím, nhưng mà hai cái giò này cũng rất là nhiều thân nhá. Đấy, hai cái giò nhiều thân. Giò này cũng có 2 này, 4 này, 6 này, 8, 9 thân. Và hàng đang có nụ hoa này. Giò này 9 thân, em bán là 500.000 cái giò này. Còn giò số 2 này cũng có 2, 4, 6, 7 thân. Và cũng đang sưng nụ rất là nhiều nhá, nhá. Đây cái nụ của nó này, các bác nhìn này, nụ chi chít luôn. Giò này 7 thân thì đều là hàng ươm ki hết và đang có mầm gốc. Đấy, cây này cũng đang bật mầm gốc nhiều này. Đấy. Đây bên đây cũng thế này. Giò này thì em bán 470. Đấy, còn hai giò, một giò 500, một giò 470.000. Đấy. Hai cái giò Hawaii, thông thường Hawaii thì Tết thường là nó sẽ rơi tầm 5 từ 100 đến hơn 100.000 đồng một thân đấy. Hàng này thì bán theo giò. Đấy. Còn hai giò cuối cùng. Có một cái giò quế xếp tháng 8 này. Giò này thì gồm có 4 ngọn lá xếp. Đấy, 4 ngọn lá xếp rất là đẹp đều nhau. Đấy. Đây ghép trên 10 trụ gỗ nhãn này. Đấy, cây rất là to, cây này to nhiều cặp lá này. Cây này phải đến 2 4 6 8 10 10 11 10 cặp lá, cái cây to nhất, còn đâu là những cây kia nó nhỏ hơn một chút xíu. Đấy. Ghép trên một cái gỗ nhãn rất là cứng nhá, dễ ăn rất là sâu nhá. Cái giò quế này gọi là giò quế thuần sẵn rồi. Đấy. Giò này thì em bán là 550.000. Một giò quế tháng 8 550.000 cái giò này. Quế tháng 8, quế lan hương, hoa rất là thơm. Giò này là xếp về các bác treo lên chơi. Dòng này hoa của nó trắng và nở vào thời điểm tháng 8. Cái dòng nở tháng 8 rất là hiếm, đặc biệt dòng quế này. Giá hàng cân nó cũng rất là cao rồi, mà đây là toàn những giò quế xếp thôi. Có một giò tam màu sắc lá xếp này rất là đẹp luôn. Giò này toàn giò cây lá xếp nhiều cặp lá này. Các bác nhìn này. Đấy. Cây này thì gồm 6 ngọn to. 6 ngọn to ghép trên một cái gỗ nhãn rất là lâu và dễ bám rất là chắc rồi. Cái này thì ra hoa thì phải nói là cái mùa năm nay ấy, thời điểm tháng 4, tháng 5 mà ra hoa thì rất là tuyệt vời luôn cái giò này luôn. Giò này thì hôm trước em bán là 650, nhưng mà hôm nay thì thôi em sẽ hỗ trợ các bác một chút tiền phí ship. Thì em sẽ bán cái giò này là 600.000 nhá. 600.000 cái giò này rất là to khủng và nặng. Bác nào chịu chơi mà chơi cái giò to này ấy, đến lúc mà chơi hoa thì mình chỉ có người hương thôi. Nó đẹp lắm và thuần rất là lâu năm rồi. Thì em sẽ xả lô Denzo nắng. Nói chung là bây giờ thời điểm gần Tết thì cũng đã cận kề rồi. Và trong những lô Denzo nắng này thì em cũng đã xuất đi rất là nhiều. Chẳng qua là bây giờ cũng là cái thời điểm cuối năm, cũng là một cái chương trình để em giảm giá tri ân khách hàng. Ngày hôm nay thì trong cái số loại Denzo hiện tại mà nhà em đang có, nó phải rơi đến tầm khoảng hơn 20 loại Denzo. Và giá cũ bình thường có những loại giá là 80.000 này, giá 100.000 này. Ngày hôm nay em sẽ xả và giảm giá cho các bác, giá cực kỳ là yêu thương. 200.000 sẽ được 3 chậu Denzo nắng nhá. Lô hàng này là lô hàng tổng kết cuối năm của em. Tức là cây của nó thì cũng có cây rất là xanh. Có những cây thì nó chỉ hơi đây, tình trạng cây thì nó cũng xanh rất là đẹp như thế này. Em sẽ xả từng mã như sau. Có những loại này thì các bác combo cứ 200.000 được 3 chậu Denzo nhá. Các bác mua lẻ thì vẫn là giá cũ 80.000 một chậu. Còn nếu mà mua combo từ 3 chậu trở lên chỉ có giá là 200.000 và chưa bao gồm tiền phí ship. Phí ship thì vui lòng cộng thêm từ 30 đến 35.000 đối với đơn 3 cây. Còn nếu mà tăng thêm nhiều thì cộng thêm cho em vài nghìn nữa. Đó. Hàng hôm nay thì hiện tại trong cái lô Denzo nhà em có, thứ nhất là dòng bò vàng. Bò vàng này. Hai là nắng Kaji này. Nắng Kaji cây cao to, mập đẹp. Nói chung là dòng nắng Kaji rất là đẹp. Đây là dòng thứ ba, đấy là Denzo Lai Hồ Điệp. Đấy, dòng này Denzo bông to mà rất là tím này. Nói chung là cây của nó thì nó dòng này ra hoa quanh năm. Đấy, có những cây mà nó ra hoa rồi thì năm tới này các bác kích hoa là vẫn chơi hoa được. Tại vì nó sẽ ra ở cả những cái mắt ở bên cạnh chứ không nhất thiết ở trên đầu ngọn được ạ.
Tiếp nữa đó chính là cái dòng đen rô lá biên. Cái dòng lá biên này, cái lá cây của nó rất là nhỏ thôi nhá. Dòng này xả lỗ luôn, lỗ vốn luôn này. Lá biên, nói chung là lạ, nó cũng sẽ xấu mã đi một tí. Nhưng mà giá này là giá siêu sốc rồi. Tiếp nữa đó chính là cây kinh ba. Kinh ba thì cây tơ vẫn rất là đẹp. Kinh ba, dòng kinh ba nhá. Cây vàng chanh này, vàng chanh này, còn vài giò này. Tiếp bên đây là có vài cây thỏ nâu này, thỏ vàng này, cây chanel này. Phía bên kia có đồng tiền này, có da da mini này, có denro lai hồ điệp này, có denro hoa hồng này, denro hoa hồng, có bò tím còn một vài cây, có cây chuỗi ngọc này, có kinh công này, kinh công này, ba vàng ba đỏ này, đồng tiền này. Nói chung là combo sẽ là 200.000 sẽ được 3 cây đen đô nắng nhé. Các bác có thể tự mix màu hoặc là bên em sẽ nhặt cho bác những cái cây từng loại màu. Và các bác thích loại nào thì các bác báo em. Đấy, mặt hoa thì những loại nào có mặt hoa thì em sẽ đính kèm ở phía cuối clip. Những mặt hoa mà hiện tại trong cái video này, hiện tại nhà em đang có những dòng đen đô nắng như thế. Các bác ủng hộ em thì đây là cái lô hàng chốt cuối năm nay. Và các bác ưng thì đặt hàng cho em theo số điện thoại mà em ghi ở trên tiêu đề nhé. Blue Coat cũng có này. Đấy, tổng hợp cũng phải đến gần 20 loại đen rô nắng. 200.000 sẽ được 3 chậu đen rô nắng. Và hàng này thì chưa có phí ship. Giá cũ là 80.000 một chậu, có loại 100.000 một chậu. Mà hiện tại mua chỉ có giá 200.000 được 3 chậu thôi. Giá siêu rẻ rồi. Đấy, sau đây thì em sẽ đính kèm những cái mặt hoa đen rô nắng ở phía cuối clip nhé. Bác nào xem mà ưng thì các bác có thể chụp lại màn hình ảnh hoa thì để bên em gửi cho các bác cái mẫu cây như thế. Mẫu cây chứ còn thực tế hiện tại thì cây của nó đang ở hàng lá, chưa có hoa luôn. Hàng này thì ra hoa quanh năm. Các bác về có thể kích hoa là có thể chơi xuân này, chơi hè này, chơi hạ, chơi đông. Đấy, dòng này thì ra hoa quanh năm là như thế ạ. Đó, số lượng thì cũng chỉ còn tầm 200 cây nữa thôi. Xuất lô này là em bán lô đen rô này là cũng đã hết hàng rồi. Chậu 5 cành trắng họng hồng này, bán nhanh cho các bác giá rẻ này. Cái chậu này là cái chậu mà còn đang sưng nụ hoa rồi các bác ơi. Hàng này thì nói chung là hàng chuẩn mặt hoa, 5 cành trắng họng hồng mắt xước. Đấy, đây cái này nụ hoa hết rồi này. Đấy, chậu này thì chậu 2 thân. Tuy nhiên thì cái đầu ngọn này vừa rồi nó thất ngọn, nó bị chạm thành đầu, nó bị sứt một tí 1cm thôi. Cái giò này em bán 230.000 nhá, đang có nụ luôn đấy. Toàn những cái giò giá cũ là 280-300.000. Đây là giò số 2. Giò này thì gồm 4 thân. Rồi 4 thân nhưng mà nó ngắn hơn một chút này, em bán 250 này. 4 thân, ngắn hơn giò kia một chút xíu. Đây là giò này gồm 3 thân này. Giò số 3 gồm 3 thân, cái này cũng bị mất một đầu ngọn tầm khoảng 1cm. Đấy, giò này thì em bán là 220.000. 220.000. Đấy, nói chung là bây giờ mắt nụ nó đang sưng khá là rõ rồi. Đây là mã số 4 này, mã số 4 gồm 2 4 5 thân. Đấy, giò này thì 250.000. Đấy, giò này thì đây, cái đầu ngọn này nó cũng hơi bị sứt sắc một tí nhưng mà được cái là nhiều thân kéo lại 250. Hàng này thì comment em sẽ để hình ảnh mặt hoa nhé, mọi người vào tham khảo nhé. Và tiếp theo hôm nay em có một cái mặt hàng sẽ bán xả cho các bác, giá cực kỳ là sốc luôn, đó chính là hồ điệp mãn thiên hồng.
Những cái cốc hồ điệp mãn thiên hồng thì trước đây em vẫn bán với giá 95.000 một cốc đúng không ạ? Đây cái bông hoa mãn của nó này. Dòng này trông vậy thôi nhá, nhưng mà các bác khi cho lên chậu nó rất là đẹp, dòng mãn này cực kỳ đẹp. Và thứ hai là dòng này nó bền hoa. Chậu nhà em thì nó sẽ là chậu hai ngồng hoa. Hai ngồng hoa, một dài một ngắn như thế này này. Đấy. Giá cũ là 95.000, ngày hôm nay em bán có 65.000 một cốc thôi. Giá xả dốc luôn, em sẽ dọn luôn hơn 100 cây hồ điệp này. Đấy, bác nào ủng hộ em thì cái này bác về vẫn chơi xuân được thoải mái. 65.000 đồng một cốc nhá. Nói chung là giá đã xả rồi thì cũng có cây đẹp, cũng có cây nó hơi xuất sắc một tí lá, nhưng mà không ảnh hưởng nhiều. Đấy, loại này thì giá 65.000 một cốc. Mua 5 cốc tính giá 60.000. Đấy, giá này là giá chưa bao giờ có luôn. Em xuất lô này. Nói chung là cái nụ của nó thì nó đây, nó nhỏ nhỏ thôi nhá các bác nhá. Đấy, 65.000 đồng một cốc hồ điệp mãn thiên hồng, hàng hoa rất là bền. Đây, ví dụ như cây này nụ to đẹp này thì lá của nó lại hơi lỗi. Đấy, đã bán giá xả là sẽ có lỗi lá nữa nhá. Giá xả. Đây là hồ điệp mãn thiên hồng. Đến thì em giới thiệu các bác những cái dòng những cái hình đai châu trụ. Hàng này thì hàng đều đang có nụ hết rồi nhá. Ghép lên trụ và về chỉ có đơn giản là các bác chỉ việc là khoan hai cái lỗ hoặc là các bác làm dây móc treo lên thôi. Hàng này thì cây nó ghép nó khá là ổn định và giá thể, về treo nó không bị trột. Dễ là một, thứ hai là nó không bị rụng lá gốc. Đấy, hàng thì hàng này cũng đã ghép tầm 2-3 năm rồi. Đấy, và em có những bảng như sau thì em ký hiệu là mã chữ B. Các bác đặt hàng thì đọc đúng cho em từng mã nhé. Em sẽ quay cho các bác từng hình, bởi vì mỗi mã nó gắn với một cây khác nhau. Đọc đúng hình thì sẽ gửi, đọc đúng mã thì sẽ gửi đúng hình cho mọi người. Tránh trường hợp là gửi sai mã thì các bác là đọc sai. Em gọi đây là B1 này. Mã B1 là một giò 290.000. Đây là một giò đai châu gồm hai đầu thân. Ui, cái cây này rất là to này. Đây là cây thứ hai. Cây này đang một nụ nhưng mà nó hơi bị trột mất cái đầu nụ rồi. Cây này xem nào. Năm nay thì hình như là chưa nụ hoa. Hai cây này thì em bán là 290.000 B1. Em qua mã B2 là gồm 3 con. Ba con đều tam tóc. Này các bác nhìn cái rễ của nó sâu chưa? Nó rất là sâu và rất là chắc rồi ạ. Về thì không cần phải ghép kiếp thì nó rất là thuận tiện. Cây này thì cây đầu tiên là có một nụ hoa này. Một nụ nhỏ nữa này. Đấy, cây này là một nụ nhỏ đang mọc ở đằng sau này. Cây này thì chưa có. Cây này thì không biết là có hay chưa, nhưng mà hình như cũng chưa nhìn rõ. À, có một cái nụ nhỏ xíu và cái hạt đỗ ở đây. Ba cây này em bán là 430.000. Đấy, 430 một cái trụ đai châu rất là rẻ luôn. Hình B2 13 260.000. Đấy, ghép trên một cái cúc nhỏ. Hai cây này nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đều đang có nụ hết nhá. Một nụ này. Đấy, cây này cũng nụ. 260, hai cây này nhỏ hơn, 260.000. Đây là B13. B14 là một gồm mã hai cây. 330.000 B14. Cây này thì cây nhỏ chưa có nụ, nhưng cây to thì đây đang có nụ đằng sau đây. Đấy, nụ đấy ạ. Cây to đây. Đó. 330.000 hai cây. B15 320.000. Cũng gồm hai cây, một cây đầu tiên to, hai cổng nụ. Cây sau nữa này. 320.000. Về ghép lên là được, dễ lắm. Đây, cây này cũng đang có nụ, cây nhỏ nó đang có nụ này. Đấy. 320.000 B15. B16 là một giò cũng 320.000. Giò này còn có một nụ hoa dài. Đấy, nói chung là nụ dài thì cũng có nụ, được có nụ hơi chột nhá. Bởi vì cái nụ nó to quá. Đây cây này thì con có một nụ. Hai nụ, đây cái nụ của nó đây. Đấy, cây này là 320.000 B16 ạ. B18 450. Giò này ba thân. Thân đầu tiên này có một nụ này. Cây thứ hai đây có một nụ này. Đây nụ nữa là hai này. Đây là cây thứ ba cũng đang có nụ. Ba cây này em bán 450.000. Đây là B18 ạ. Em qua mã này là mã 19 này. Mã 19. 400.000 gồm 3 cây. 400.000 3 cây này. Một cây nhỏ này. Hai cây to đằng sau đều nụ hoa đây. Đây nụ này. Bên đây cũng đang có nụ này. Đấy. Cây. Đấy 400.000. 3 cây. B20. Giò này thì 300.000 thôi. Ba cây nhỏ, một cây nhỏ đang có nụ hoa này. Đây cây này, cây nhỏ cũng đang có nụ hoa này. Và đây cây nhỏ nữa. Này ba cây này 300.000.
ghép trên trụ hết rồi. Đấy, em có một số mã đài châu để giao lưu các bác, hàng này về chơi hoa xuân hoa Tết luôn. Đây hôm nay em có mấy cái cây hoàng tử áo đỏ hàng khủng này. Đấy toàn hàng cây to đây, nhưng mà hàng này để các bác về chơi vừa để làm giống. Cây to này em bán 200 thôi. Đấy bình thường một cái cây 200 nó chỉ ngắn từng này thôi, nó chỉ ít cặp lá, nhưng cây này nó phải cao gấp đôi. Nhưng lá nó hơi lỗi một tí. Em còn 5 cây này em bán 200 nghìn một cây. Đây là hoàng tử áo đỏ hay là ren red. Em còn vài bảng, đây là hạc vĩ bíp líp. Đây là hàng vĩ thiên cung bíp líp. Dòng này thì em bán là 200 nghìn một bảng. Đấy, 200 nghìn một bảng. Hàng này hoa của nó cánh bầu, mặt hoa rất là tròn đều. Phi điệp lá biên phát tài, đây là một dòng phi điệp mà rất là thu hút khách hàng luôn. Đấy, giò này thì hàng này em bán là những cái chậu một thân. Thì giá là 180 nghìn một chậu. Mua hai một chậu hai thân, à mua hai chậu thì em tính 350 một cặp nhé. 350 một cặp. Hoặc bác nào lấy cái chậu hai thân luôn thì em bán là 300 nghìn một chậu. Chậu hai thân, tính ra có 150 một thân thôi. Đấy, hàng phi điệp lá biên phát tài này hoa rất là đẹp và hoa rất là thơm. Tiếp đến là chớp Mỹ ạ, một trong những dòng cánh chớp rất là đẹp. Hàng này thì em bán 280 một chậu thôi. Chiều dài thân thì nó phải rơi tầm 70cm đến 80cm. Hàng thì đang chuẩn bị sưng nụ hoa. Đây mặt hoa của chớp Mỹ đây, mọi người cùng tham khảo qua mặt hoa này nhé. Đấy, hàng này thì như vậy là giá thành năm nay là rất là rẻ hơn so với những cái năm trước đây rồi ạ.